Hiện nay, mô hình kinh doanh cà phê Mangi đang rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để thử sức mình khởi nghiệp. Nếu bạn đang ấp ủ ý định mở một quầy cà phê thích ơ quay nhỏ lề đường, chắc hẳn câu hỏi bán cà phê Mangi vậy có cần đăng ký kinh doanh hay không đã từng khiến bạn băn khoăn. Việc hiểu rõ quy định pháp lý không chỉ giúp bạn kinh doanh an toàn mà còn tránh được những rắc rối không đáng có. Hãy cùng xem video sau để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này. Kinh doanh cà phê thích ơ quay là loại hình cà phê Mangi, nơi khách hàng chỉ cần trả tiền để mua món đồ mình yêu thích và có thể vừa đi vừa thưởng thức mà không cần phải ở lại quán. Ưu điểm chính của mô hình kinh doanh cà phê này là sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu, mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng. Ngoài ra, với ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi và giá cả phải chăng, cà phê thích ơ quay thu hút đông đảo dân văn phòng, sinh viên và những người bận rộn. Vậy kinh doanh mô hình cà phê Mangi thích ơ quay có cần đăng ký kinh doanh không? Theo Điều 3 Nghị định 39/2007 NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, quy định như sau. Thứ nhất, đối với trường hợp bán cà phê thích ơ quay lề đường là hoạt động mua bán mang tính chất nhỏ lẻ và thu nhập thấp thì không cần phải đăng ký kinh doanh, theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021 NĐ-CP. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là thương nhân theo quy định của luật thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây. Buôn bán rong, buôn bán dạo là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định, mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong, bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong. Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định. Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống, hàng nước có hoặc không có địa điểm cố định. Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ. Thực hiện các dịch vụ, đánh giày, bán vé số, chìa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định. Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. Kinh doanh lưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định. Như vậy, bán cà phê của bạn sẽ thuộc vào trường hợp buôn bán rong, buôn bán dạo, tức là các hoạt động mua bán không có địa điểm cố định. Với hình thức này, cá nhân hoạt động kinh doanh sẽ không phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bán cà phê thích ơ quay lề đường có cần xin giấy an toàn vệ sinh thực phẩm không? Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2018 NĐ-CP về các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau. A. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. B. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định. C. Sơ chế nhỏ lẻ. D. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. D. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn. E. Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. G. Nhà hàng trong khách sạn. H. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm. I. Kinh doanh thức ăn đường phố. Các cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận, thực hành sản xuất tốt, GMB, hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, HACCP, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, IFS, tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, BRC, chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực. Và ngoài ra cơ sở quy định tại khoản 1 điều này phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. Có thể thấy rằng, bán cà phê thích ơ quay lề đường thuộc diện buôn bán rong, buôn bán dạo không có địa chỉ rõ ràng và nhỏ lẻ, vì thế sẽ không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tại khoản 2 có quy định rằng các cơ sở tại khoản 1 điều này, tức các cơ sở không thuộc diện cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. Do đó, bạn vẫn phải đảm bảo vệ sinh trong quá trình pha chế cà phê. Trên đây là toàn bộ thông tin mà công ty luật ACC cung cấp thông tin đến bạn cho câu hỏi kinh doanh cà phê Mangi có cần xin giấy phép không. Tại công ty luật ACC, chúng tôi có cung cấp các dịch vụ liên quan đến kinh doanh từ việc thành lập kinh doanh, xin giấy phép kinh doanh ngành nghề, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và vân vân qua số hotline 19003330. Nếu bạn có nhu cầu tìm thêm thông tin, hãy truy cập website accgroup.vn. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.